trong buổi tối ngày hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023 thì người hâm mộ trên toàn thế giới chúng ta sẽ được cùng chứng kiến những cặp đấu vô cùng hấp dẫn trong top league sẽ được khởi tranh. Tại cái đấu trường ngoài Anh, anh thì anh em có thể thấy được là một cái cặp đấu diễn ra vào khung giờ sớm, đó là lúc 19 giờ 30 phút. Cặp đấu giữa West Ham với Manchester United sẽ có cuộc chạm trán với nhau anh em nhé. Cặp đấu này thì chắc chắn anh em chúng ta sẽ cùng ăn cơm với gia đình và cùng xem bóng đá hoặc là một số những anh em khác mà đam mê hơn nữa Thì anh em chúng ta sẽ cùng tổ chức những cái cuộc xem bóng đá Và cùng ăn nhậu với nhau và cùng lâng ly chúc mừng chiến thắng anh em nhé Và không biết được rằng là cái trận cầu này anh em có giành được chiến thắng hay không Vì Tôn thì Tôn cũng không thể làm video trận đấu này Vì nó à, diễn ra rất sớm Tôn không kịp làm Nhưng qua cái video này thì Tôn cũng xin được gửi lời chúc mừng đến những anh em nào Mà sẽ giành được chiến thắng trong trận cầu này anh em nhé Cùng với đó thì trong cái khung giờ là lúc 22 giờ tối ngày mai thì anh em sẽ được chứng kiến bốn cái cặp đấu sẽ được diễn ra anh em nhé. Cặp đấu đầu tiên đó là cặp đấu giữa Fulham với Burnley. Cặp đấu thứ hai là cặp đấu giữa Luton Town với liverpool. Cặp đấu thứ ba là cặp đấu giữa Nottingham Forest sẽ có cuộc tiếp đón Bon Mert ngay tại sân nhà của mình. Và cặp đấu cuối cùng tại cái khung giờ này đó là cặp đấu giữa Tottenham với cả Everton. Cùng với đó thì vào cái khung giờ muộn hơn một chút đó là lúc 00 giờ 30 phút thì một trận cầu siêu kinh điển sẽ được diễn ra anh em ạ. Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón à, ông lớn Arsenal ngay tại sân nhà của mình. Và cái trận cầu này thì liệu rằng Juga Group có đánh bại được Ateta để qua đó chiếm lĩnh được cái ngôi vị đầu bảng từ tay của Arsenal hay không? Thì chúng ta sẽ cùng chờ sau khi những cái loạt đấu này kết thúc thì chúng ta mới biết được đâu là đội giành chiến thắng và đâu sẽ là cái mã kèo để anh em chúng ta đầu tư và mang về thành quả cho mình anh em nhé. Và khép lại cái đấu trường ngoại hạng Anh thì tại một cái đấu trường khác đó là cái đấu trường Liga thì vào lúc 22 giờ 15 phút tối ngày hôm nay thì một trận cầu phải nói là cũng siêu hấp dẫn ở cái đấu trường này sẽ được diễn ra. Đó là trận cầu khi mà Atletico Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Sevilla ngay tại sân nhà của mình. Cùng với đó thì tại cái đấu trường là Serie A, thì còn lại ba cặp đấu tại cái khuôn khổ là vòng thứ 17 sẽ được khởi tranh anh em nhé. Đó là cặp đấu giữa Fosinole với Juventus cùng với đó là cặp đấu giữa Bologna với Atalanta sẽ được khởi tranh vào lúc 22 giờ. Và cặp đấu được diễn ra cùng giờ với trận đấu này Đó là cặp đấu giữa Torino với cả UDLC Những cái cặp đấu này thì Tôn cũng đã lên kèo xiên trên video cho anh em rồi Và anh em hãy chú ý lắng nghe hết video của mình Trước khi đến với những cái mã kèo chất lượng nhất mà Tôn sẽ dành tặng cho toàn thể anh em anh em nhé Rồi quay trở lại với chủ đề chính của video này Thì tại cái video này Tôn tiếp tục song hành với anh em ở ba cặp đấu anh em ạ Cặp đấu đầu tiên đó là cặp đấu giữa Luton Town với Lucasso và cặp đấu thứ hai đó là cặp đấu giữa Tottenham với Everton. Cặp đấu cuối cùng là cặp đấu giữa Liverpool với Arsenal anh em nhé. Và trước khi đi vào tâm điểm của video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái trận cầu ngày hôm qua mà Tôn cũng đã lên video cho anh em xem Tôn cũng đã mang lại cho anh em những cái thành quả như thế nào hay là Tôn cũng đã đưa cho anh em đi xa thêm một đoạn nữa anh em nhé. Ngày hôm qua thì Tôn cũng lên cho anh em duy nhất một video mà thôi một video mà có đến 3 trận đấu, đó là trận đấu giữa Aston với Sevilla United, Sassuolo với Genoa, Salernitana với AC Milan. Đó anh em ạ. À, đây anh em có thể trở vào video để anh em xem những cái mã kèo ngày hôm qua mà Tôn cũng đưa lên cho anh em. Ở trận cầu đầu tiên là trận cầu giữa Aston với Sevilla United thì anh em có thể thấy được Tôn cũng đã đồng hành với anh em với hai cái mã kèo chính, đó là cái mã kèo xỉu trận 3.25 với điểm ăn cũng khá là cao. Cùng với đó là cái mã kèo Aston chấp 4.5 góc cả trận với điểm ăn rất cao luôn anh em ạ. Anh em bỏ ra có 98k thôi nhưng anh em thu về đủ 100 anh em nhé Với hai cái mã kèo này thì chúng ta cũng đã ăn full mâm anh em ạ. Khi mà kết thúc trận đấu này Aston cùng với Seville cũng đã hòa với nhau với kết quả là một đều. Tỷ lệ góc của trận đấu này thì Aston cũng đã đè góc Seville với tỷ lệ lên tới là 9 1 anh em nhé Qua đó thì anh em chúng ta cũng đã tiếp tục ăn rất là rực rỡ ở trận cầu này rồi. Và đặc biệt hơn ở cái trận cầu này anh em tiếp tục ăn được cái vị tỷ số 1 1 mà Tôn cũng đã lên cho anh em anh em ạ. Rất là rực rỡ luôn. Cái vị tỷ số 11 này thì nếu như anh em bỏ ra 100k thì anh em thu về cho mình lên tới là 14k anh em nhá. Cái điểm ăn nhân gấp 14 lần so với uh, điểm cược mà anh em bỏ ra anh em ạ. Rất là rực rỡ. Đấy anh em thấy bất cứ một cái video nào trong một cái tháng trở lại đây thì tôn đều cho anh em những cái vị tỷ số rất là chính xác anh em ạ. Không có một cái kênh nào có thể đưa ra cho anh em những cái mã kèo uy tín như thế này được. Phải không các bạn? và với những gì mà tôn cũng đã làm được cho anh em trong cái khoảng thời gian vừa qua thì tôn mong rằng tại cái video này anh em hãy bớt ra cho tôn gọi là một vài giây đồng hồ anh em dành tặng cho chúng tôi những cái lượt like để có thể khích lệ tinh thần cho chúng tôi có được một cái tư tưởng tốt nhất và sẽ đưa lên cho anh em những cái góc nhận định phải nói là chỉnh chu nhất và những cái mã kèo chất lượng nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư và mang về chiến thắng cho mình anh em nhé rồi cái trận cầu này thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi thế còn trận cầu tiếp theo thì sao trận cầu giữa Sassuolo với cả Genoa. Đây anh em có thể thấy ở cái trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với ba cái mã kèo. Đó là cái mã kèo Sassuolo chấp 0.25 bóng cả trận, tài trận 2.5 cùng với đó là cái mã kèo Genoa được chấp hai góc FT anh em nhá. Trận đấu này thì anh em cũng biết rồi, Sassuolo cũng đã có được một cái bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, về cuối trận thì Sassuolo cũng đã để thua Genoa với tỷ số chung cuộc là 1-2. Qua đó thì chúng ta cũng đã gãy mất cái kèo đó là chấp bóng cả trận. Nhưng anh em cũng đã ăn được cái mã kèo tài trận. Qua đó thì với hai cái mã kèo chính chúng ta cũng đã hòa tiền anh em nhé. Tuy nhiên thì với cái mã kèo góc là cái mã kèo Genoa được chấp hai góc thì sao? Ở trận cầu này thì hai đội bóng cũng đã hòa với nhau với tỷ lệ góc là 6 đều. Qua đó thì anh em chúng ta cũng đã ăn được cái mã kèo đó là Genoa được chấp hai góc cả trận anh em nhé. Rất là rực rỡ với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đưa lên cho anh em. Ba mã kèo thì anh em cũng đã ăn hai và chỉ thua có một mà thôi chốt lãi ở cái trận cầu này thì anh em chúng ta cũng đã có được những cái đồng lãi cho mình rồi ở cái trận cầu cuối cùng là trận cầu giữa Salernitana cùng với AC Milan thì sao? Đây anh em có thể thấy trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với hai cái mã kèo đó là cái mã kèo uh, Salernitana được chấp 1 25 bóng cả trận với điểm ăn rất là cao anh em bỏ ra 100k anh em thu về hẳn 92k anh em nhé và một cái mã kèo khác đó là cái mã kèo Salernitana được chấp hai góc cả trận anh em ạ Trận cầu này thì anh em tiếp tục ăn full mâm khi mà hai đội bóng cũng đã hòa với nhau với kết quả là hai đều. Tỷ lệ góc thì hai đội bóng cũng hòa nhau luôn anh em ạ. Vì vậy với hai cái mã kèo này thì chúng ta tiếp tục ăn rất là tưng bừng anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Ngày hôm qua thì tại cái video này ba trận đấu thì anh em chúng ta cũng đã ăn full luôn anh em ạ. Ăn rất là rực rỡ luôn. Trận cầu nào anh em cũng rất là tưng bừng. Và đặc biệt là cái trận cầu giữa Aston Villa với cả Sheffield United thì chúng ta ăn được full mâm và anh em còn ăn được full cả kèo tỷ số luôn anh em nhé. Rất là rực rỡ. Và xin được chúc mừng những anh em nào ngày hôm qua cũng đã xem cái video này của Tôn. Những anh em mà đã đăng ký kênh và theo dõi Tôn. Cùng với đó những anh em trong các hội nhóm ngày hôm qua thì cũng đã quá tưng bừng với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em. Xin được chúc mừng toàn thể anh em, anh em nhé. Và trên đây là những cái mã kèo trên video, còn ở trong nhóm thì sao? Anh em sẽ cùng trở vào nhóm để anh em thấy được những cái mã kèo ngày hôm qua tôn lên cho anh em nó chất lượng như thế nào các bạn nhé. Đây anh em có thể thấy, ở trong cái nhóm về bờ tôn tử thì anh em có thể thấy được là với cái mã kèo xiên mà tôn cũng lên cho anh em đây cặp xiên năm anh em ạ cặp xiên năm thì tôn cũng đã cho anh em vào cái mã kèo đó là xỉu 3.25 à, trận Villa tài trận 2.25 Sassuolo xỉu 2.25 Empoli Salernitana được chấp hai góc cả trận và xỉu góc 9.5 Monza anh em ạ năm mã kèo này thì chúng ta cũng đã ăn không sót bất cứ một cái mã kèo nào anh em nhé qua đó thì ngày hôm qua anh em cũng đã tiếp tục ăn được cái cặp xiên năm này rồi xin chúc mừng những anh em ở trong nhóm về bờ còn ở trong cái nhóm khác đó là cái nhóm uh, kèo VIP tôn tử thì sao? Đây anh em có thể thấy. Ở trên cái nhóm này thì anh em lại quá là tưng bừng khi mà có sự chăm sóc đặc biệt của Tôn các bạn nhé. Đây anh em có thể thấy. Đây là những cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em trong nhóm kèo VIP tôn tử anh em ạ. Đấy cái cặp xiên năm này thì anh em chúng ta cũng đã ăn không sót một cái mã kèo nào rồi. Còn trong trận đấu thì anh em có thể thấy những cái mã kèo nhồi mà Tôn lên cho anh em thì nó cũng quá là tưng bừng anh em ạ. Đây anh em có thể thấy là những cái trao đổi của tất cả những anh em trong nhóm cũng đã trao đổi cùng với Tôn. Đây một người bạn tên là Kiệt Trần có nói là lại chúng độc đắc với vị tỷ số 1-1 rồi. Quá ngon Aston Vina Đấy anh em ạ. Rất là rực rỡ anh em nhé. Ngày hôm qua thì rất nhiều nhóm cũng đã ăn rất là tưng bừng với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên cho anh em. Cùng với đó thì ngày hôm qua một số những bạn cũng đã tìm đến Tôn xin kèo. Thì anh em cũng đã rất là tưng bừng với những cái mã kèo mà Tôn cho anh em đầu tư bên ngoài qua thầu qua cò. Cũng như là những anh em chơi trong nhóm các bạn nhé. Rồi một chút chia sẻ để cho các bạn biết được là Tôn vẫn đang hoạt động rất là rực rỡ cùng với toàn thể anh em trong các hội nhóm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tâm điểm của video này. Đó là góc nhận định về những cặp đấu mà Tôn cũng đã vừa đưa lên cho anh em. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đấu vào lúc 22 giờ Đó là cặp đấu giữa Tottenham với Everton anh em nhé. Và tại video này thì Tôn sẽ không đưa lên những cái bảng xếp hạng của cái đấu trường ngoại anh, anh nữa và chúng ta đi thẳng vào những cái trận đấu gần đây của cả hai đội bóng luôn anh em nhé. Nhìn vào cái thành tích của đội chủ nhà Tottenham trong những trận đấu gần đây thì chúng ta có thể thấy được sau một cái mạch toàn hòa và thua của đội bóng này thì Tottenham cũng đã có được cái sự khởi sắc dần lên khi mà họ cũng đã có được hai chiến thắng ở hai trận đấu gần nhất anh em nhé. Đó là trận đấu khi mà họ tiếp đón Newcastle ngay tại sân nhà của mình. Trận đấu thuộc khuôn khổ là vòng thứ 15 của đấu trường ngoại hạng anh, anh được diễn ra vào ngày 11 tháng 12 vừa qua trận đấu này thì Tottenham cũng đã đè bẹp Newcastle với kết quả lên tới là 4-1 anh em ạ. Phải nói là một trận đấu quá cống hiến của Tottenham dành cho người hâm mộ trên sân vận động Tottenham Hotspur và một cái trận đấu mới nhất là ngày 16 tháng 12 vừa qua tại cái đấu trường ngoại hạng anh, anh khi mà Tottenham làm khách trên sân nhà của Nottingham Forest một trận đấu mà Tottenham cũng đã có được một chiến thắng nhẹ nhàng trước Nottingham với tỷ số là hai đều và nếu như ở trận cầu này Tottenham họ không dính phải một cái thẻ đỏ thì chắc chắn là cái cách biệt còn được lới rộng lên hơn nữa anh em nhé. Nhìn vào những cái kết quả của Tottenham thì chúng ta có thể thấy được Tottenham đang có sự thi đấu khởi sắc dần lên anh em nhé. Và những trận đấu còn lại thì anh em cũng đã biết rồi. Ở những video trước tôi cũng đã phân tích rất là kỹ lưỡng cho anh em rồi. Tottenham cũng đã để thua trước West Ham với kết quả là 1-2. Và ở trận đấu xưa nữa thì Tottenham cũng đã hòa với Manchester City với kết quả là 3 đều. Cùng với đó thì khi mà Tottenham tiếp đón Aston Villa ngay tại sân nhà của mình, tại cái khuôn khổ là vòng thứ 13 của đấu trường ngoại Anh, anh thì Tottenham cũng đã để thua Aston Villa với kết quả là 1-2 anh em ạ. Nhìn vào cái thành tích trong 5 trận đấu gần nhất của Tottenham thì anh em có thể thấy được là kịch bản đồ tài cũng chỉ có hai trận mà thôi. Đó là trận đấu khi mà họ uh, tiếp đón uh, Lukaku ngay tại sân nhà của mình, một trận đấu mà Lukaku họ cũng đã quá chán nản khi cũng đã bị loại khỏi cái đấu trường Cúp C1 châu Âu cũng như là Cúp C2 châu Âu và với một cái tương quan lực lượng của Lukaku cũng đang khá là mỏng thì một kết quả Tottenham cũng đã đánh bại Newcastle với kết quả là 4-1 thì cũng hoàn toàn là hợp lý anh em nhé. Và một cái trận cầu khác có kịch bản nổ tài đó là trận cầu khi mà Tottenham làm khách trên sân nhà của Manchester City. Một trận cầu mà hai đội bóng cũng hòa với nhau với kết quả là 3 đều. Còn ba trận đấu khác thì họ đều có kịch bản là hòa, kèo tài cũng như là về kịch bản xỉu anh em nhé. Đó là trận cầu khi mà Tottenham họ tiếp đón ở West Ham ngay tại sân nhà của mình, trận đấu này thì hai đội bóng cũng kết thúc với tỷ số là 3 bàn thắng. Cùng với đó là trận cầu Tottenham với Aston Villa thì hai đội cũng đã có 3 bàn thắng được tạo lên. Tuy nhiên thì với cái kết quả này thì chúng ta cũng đã thua mất cái mã kèo tài khi mà tài của hai trận đấu này nó để cái mức là 3.25G anh em ạ. Đó với cái kết quả mà Tottenham cũng đã tạo lên trong 5 trận đấu vừa qua thì rất khó để anh em có thể đầu tư được vào cái mã kèo tài xỉu của trận đấu này anh em nhé. Tuy nhiên anh em có thể nhìn vào những cái trận đấu của À, đội khách Everton trong 5 trận đấu gần nhất thì chúng ta có thể thấy được là Aston họ đang chơi cực kỳ thăng hoa anh em ạ. Trong 5 trận đấu gần nhất của Everton tính nguyên ở cái đấu trường ngoại hạng anh, anh thì chúng ta có thể thấy được đến 4 trận Everton đều giành được chiến thắng anh em ạ. 12 điểm trọn vẹn dành cho Everton. Cùng với đó là cái trận đấu mới nhất khi mà Everton phải tiếp đón Fulham ngay tại sân nhà của mình. Tại cái đấu trường là EFL Cup anh em nhé. Trận đấu này thì hai đội bóng cũng hòa với nhau với kết quả là một đều. Tuy nhiên bước vào cái loạt penalty cân não thì Everton cũng đã đánh bại được Fulham. Qua đó thì cũng đã giành được cho mình một tấm vé vào chơi tại cái trận bán kết anh em ạ. Còn tại cái đấu trường ngoại hạng Anh thì sao? Anh em có thể thấy được Everton họ đang chơi với một cái lối chơi cực kỳ là kín kẽ, một lối chơi là bọc lót phòng ngự phản công anh em ạ. Và cái điều này cũng được minh chứng bằng những cái chiến thắng của Everton anh em nhé. Everton cũng đã đánh bại Nottingham Forest với kết quả là 1-0 trong chuyến làm khách Họ đánh bại Newcastle, một ông lớn tại đấu trường ngoại hạng Anh với kết quả lớn lên tới tận là 3-0. Và họ cũng đã tiếp tục đánh bại Chelsea ngay tại sân nhà của mình với kết quả là 2-0. Tại cái đấu trường là vòng thứ 15 của giải ngoại hạng Anh anh em ạ. Mới nhất tại cái đấu trường ngoại hạng Anh là ngày 17 tháng 12 vừa qua thì Everton tiếp tục đánh bại một câu lạc bộ mới lên hạng là Burnley với kết quả là 2-0 khi mà họ làm khách trên sân nhà của Burnley anh em nhé nhìn vào cái kết quả thi đấu của everton thì chúng ta có thể hình dung ra được everton ở mùa giải năm nay nào huấn luyện viên đi đang đưa ra cho các học trò của mình một cái chiến thuật hoàn toàn mới anh em nhé một cái chiến thuật mà chắc chắn các bạn không thể nhận ra được ngoài uh, chúng tôi mà thôi anh em ạ nếu như những anh em nào mà đã theo dõi everton họ thi đấu thì các bạn có thể hình dung ra được là everton họ thường nhường cái thế trận cho uh, đội bạn ở trong cái hiệp 1 anh em ạ lúc nào everton họ cũng chủ động phòng ngự và à, hạ thấp đội hình để cho à, đối thủ của mình tràn sang tấn công họ chỉ việc là bảo vệ khung thành mà thôi và làm sao bọc lót tốt nhất để cho đối thủ không thể ghi được bàn thắng vào lưới của mình và sang đến hiệp hai anh em ạ sang đến hiệp hai thôi khi mà everton họ biết được là đội khách họ đã mải mê dâng lên tấn công và họ cũng đã đốt cháy quá nhiều sức lực rồi thì lúc đó huấn luyện viên DJ mới cho các học trò của mình là chơi công toàn diện với đối thủ anh em nhé và cái điều này cũng được minh chứng bằng những cái chiến thắng trong cái đấu trường ngoại hạng Anh ở bốn trận đấu gần nhất khi mà họ đều chiến thắng mà không để lọt lưới bất cứ một cái bàn nào anh em ạ. À. Anh em thấy không? Bốn cái trận đấu gần nhất tại đấu trường ngoại hạng Anh mà Everton họ chưa để lọt lưới bất cứ một bàn thua nào anh em nhé. Dù là họ thi đấu với những đội bóng lớn như là Chelsea hay là Newcastle họ cũng không để thủng lưới một bàn nào. Đấy, anh em thấy cái chiến thuật của huấn luyện viên DJ có phải nói là xuất sắc không anh em? họ chủ động nhường thế trận trong hiệp 1 cho đối thủ và hiệp 2 khi mà họ chủ động phòng ngự, họ có được một cái sức lực dồi dào nhất thì hiệp 2 huấn luyện viên DJ mới cho các học trò của mình bùng lên anh em ạ. Phải nói là cái lối chơi này cũng đang rất hiệu quả dành cho Everton anh em nhé. Ở trận cầu tới đây thì cũng vậy thôi, chúng tôi cũng đang hướng đến một kịch bản là huấn luyện viên DJ sẽ cho các học trò của mình chủ động phòng ngự và phản công nhanh ngay trong hiệp 1 và sang hiệp 2 khi mà à, Tottenham họ mãi mê dâng lên tấn công thì chắc chắn là Everton họ sẽ chọn đúng thời điểm, đúng vị trí và họ chỉ cần một lần lên bóng thôi, họ chỉ cần một lần phát động phản công nhanh với những cái đường bóng dài cực kỳ là chuẩn xác thì Everton họ sẽ tạo ra được những cái cơ hội nguy hiểm đến khung thành bên phía của uh, Tottenham anh em nhé. Và đây anh em nhìn lên cái sơ đồ dự kiến của hai đội bóng thì chúng ta có thể thấy được là huấn luyện viên DJ đang thể hiện rất là rõ ràng với cái mục đích và âm mưu ở cái trận đấu này của mình. Anh em có thể thấy ở trận cầu này thì huấn luyện viên Porto Cuclu vẫn sử dụng sơ đồ quen thuộc dành cho Tottenham đó là cái sơ đồ 4231. Còn Everton thay vì cái sơ đồ là 4411 thì ở trận cầu này Everton cũng đã thay đổi sơ đồ anh em ạ. Đó là sơ đồ 451 anh em ạ. Một chiếc xe tăng cũng đã dựng trước cửa khung thành của Big Fox để chờ đối thủ băng lên tấn công và họ sẽ bắn hạ đối phương mà thôi anh em nhé anh em có thể thấy một cái sơ đồ phải nói là phòng ngự hai tầng của Everton như thế này thì sẽ rất khó khăn dành cho huấn luyện viên Porto Cuclu cùng với những học trò của mình có thể khoan thủng được vào cái hàng phòng ngự thép bên phía của Everton các bạn nhé. Cũng chính vì cái sơ đồ này thì ở trận cầu tới đây chúng tôi không hướng đến một kịch bản là sẽ có nhiều bàn thắng được tạo lên trong trận cầu này các bạn ạ. Rồi sau khi cũng đã đưa lên cho anh em những cái thông tin tối ưu nhất cũng như là những cái sự phân tích mà chúng tôi tìm hiểu cặn kẽ về cái chiến thuật chơi mà hai vị huấn luyện viên họ đưa ra ở trận cầu này thì uh, Tôn sẽ tham vấn cho anh em với những cái mã kèo như sau. Ở trận cầu này thì Tôn rất thích ở cái mã kèo xỉu hiệp 1, đó là cái mã kèo xỉu 1.25 với điểm ăn là 0.89 anh em nhé Đây là một cái mã kèo rất là sáng để anh em có thể đầu tư và mang về cho mình chiến thắng. Cùng với đó, cái mã kèo xỉu trận 3.0 anh em ạ, cũng là một cái mã kèo rất là ok để anh em có thể đầu tư được. Ở trận cầu này thì chúng tôi đang hướng về một kết quả là hai đội sẽ hòa với nhau với kết quả là 1-1 hoặc là Tottenham cùng nắm thì giành chiến thắng trước Everton với kết quả là 2-1 hoặc là 1-0 mà thôi anh em ạ. Vì vậy với cái mã kèo tài ba hòa cả trận như thế này thì chúng ta chỉ từ hòa cho đến thắng chứ không bao giờ có thua được anh em nhé. Rồi như vậy là trận cầu này với hai cái mã kèo chính thì Tôn cũng đã lên tham vấn xong cho anh em. Cùng với đó thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em với một cái mã kèo phụ anh em nhé. Anh em nhìn vào cái đội hình của hai đội bóng như Tôn cũng đã phân tích cho anh em thì anh em cũng đã thấy được rằng là Everton họ đang đưa ra một cái sơ đồ đó là 451, một sơ đồ phòng ngự từ xa và phòng ngự bọc lót rất là tốt. Chính vì vậy để mà Tottenham xuyên thủng được hàng phòng ngự của bên phía Everton thì cũng không phải là vấn đề đơn giản. Chính vì thế, một cái trận cầu mà chúng tôi đang hướng đến sẽ có ít góc được tạo ra trong trận cầu này. Vì vậy mà cái mã kèo góc thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em Đó là cái mã kèo xỉu góc 10.5 với điểm ăn khá là cao Điểm ăn đang là anh em bỏ ra 100 thu về là 92k Là một cái sự lựa chọn tối ưu Để anh em chúng ta có thể đầu tư mang về thành quả cho mình anh em nhé Rồi như vậy là trận cầu này thì Tôn cũng đã hoàn thiện và lên kèo xong cho anh em Tuy nhiên thì với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại Thì trên đây cũng vẫn chưa phải là những cái mã kèo Mà Tôn sẽ chốt cho anh em đầu tư big bet trong các hội nhóm các bạn nhé Vì khi mà chúng tôi đang làm video thì vẫn còn rất là sớm phải còn đến 5 hoặc là 6 tiếng nữa thì trận đấu mới được diễn ra cơ anh em ạ. Vì thế chúng tôi đang tiếp tục cập nhật những cái thông tin về à, uh, hai cái đội bóng này để uh, chất lọc ra những cái mã kèo tối ưu nhất để dành tặng cho anh em để anh em big bet trong các hội nhóm. Anh em mang về cho mình những cái thành quả lớn nào như những ngày hôm qua anh em nhé. Và anh em nào mà xác định chơi to chơi lớn, anh em đã xem video của Tôn, anh em quý mến Tôn mà anh em chưa kết nối với Tôn thì các bạn hãy nhanh chóng kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 866106 để anh em sẽ được vào nhóm đồng hành cùng với Tôn. Và anh em sẽ nhận được những cái mã kèo chơi chất lượng từ Tôn anh em nhé. Và một lần nữa thì Tôn cũng xin nói lại với những bạn mà chưa biết về cái tin mà Tôn cũng đã bị hack mất cái số Zalo cũ rồi. Chính vì thế, những anh em nào mà đang đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm ở cái nhóm cũ hoặc là những anh em đã từng liên hệ với Tôn qua cái địa chỉ là số điện thoại zalo cũ thì các bạn hãy bỏ ngay đi các bạn nhanh chóng kết nối với tôn qua cái địa chỉ zalo mới này để anh em uh, được vào nhóm đồng hành cùng với tôn ở trong cái nhóm mới các bạn nhé. ok với những cái mã kèo như thế này thì tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về thắng lợi trong trận cầu này. rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận cầu tiếp theo các bạn nhé. đó là trận cầu giữa lưu Town thao với lưu anh em ạ ở cái trận cầu này thì Tôn sẽ không lên nhận định quá sâu xa cho anh em Và Tôn sẽ đến thẳng với cái phần chốt kèo Vì video Tôn làm nó cũng có hạn mà thôi Để mà phân tích chuyên sâu như cái trận đấu vừa xong Thì nó sẽ còn rất là dài Và anh em sẽ không thể nào mà theo dõi hết video của mình được Tuy nhiên thì Tôn cũng đã có được rất nhiều những cái thông tin chất lượng về cái trận cầu này rồi Tôn cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái phong độ cũng như là cái sự công tác chuẩn bị của những vị huấn luyện viên Để hướng đến cho anh em những cái mã kèo chơi chất lượng nhất các bạn nhé ở trận cầu này thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em với hai cái mã kèo. Một cái mã kèo chính. Mã kèo chính thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em đó là mã kèo xỉu trận 2/3 phần 4 với điểm ăn đang là 0.89 sẽ là sự lựa chọn đầu tư hợp lý nhất để anh em chúng ta có thể mang về thành quả cho mình. Và tại sao mà Tôn lại tham vấn cho anh em với cái mã kèo đó là xỉu trận 2/3 phần 4 ở trận cầu này thì cũng xin nói với anh em, Liverpool là một cái đội bóng chơi trên sân khách rất là kém. Họ cũng chỉ chơi gọi là bùng nổ ngay tại sân nhà của mình mà thôi. Khi mà chơi trên sân khách thì Lucaso phải có đến là 7 trên 10 trận có kịch bản nổ xỉu anh em nhé Và ở thời điểm hiện tại thì Lucaso họ cũng đã uh, có được một cái nhưng nhân lực gọi là cũng tương đối ổn định rồi. Vì thế ở trận cầu này thì chúng tôi cũng đang hướng đến một kết quả là Lucaso sẽ đánh bại được Lưu thường Thao. Vì thế anh em có thể đi lót cho tôn ở cái mã kèo đó là Lucaso chấp 0.75 bóng cả trận cũng là sự lựa chọn đầu tư hợp lý để anh em chúng ta mang về thành quả cho mình. Cùng với đó thì với cái mã kèo phụ thì Tôn tiếp tục tham vấn cho anh em. Đó là anh em lên đầu tư vào cái mã kèo đội chủ nhà Lưu Thần Thao được chấp 1.5 góc cả trận anh em ạ. Là cái mã kèo đầu tư rất là sáng suốt để anh em chúng ta có thể mang về thành quả cho mình. Theo như tìm hiểu của chúng tôi thì Liêu Cát khi mà họ thi đấu trên sân khách thì họ chơi trung lộ nhiều hơn. Sẽ có rất ít những pha phạt, phạt góc được tạo lên. Còn Luton Town thì là một cái đội bóng chơi góc rất là tốt ở cái mùa giải năm nay anh em ạ. Hơn nữa Luton thao là đội bóng được chơi ngay tại sân nhà của mình. Vì thế ở trận cầu này chúng tôi tin là thần thao họ tiếp tục đè bẹp góc so với cả liverpool. Vì vậy mà cái mã kèo Luton thao được chấp 1.5 góc cả trận với điểm ăn đang là 0.90. Sẽ là cái sự lựa chọn đầu tư hợp lý để anh em chúng ta à, mang về cái thành quả cho mình anh em nhé. Và tại cái trận cầu này thì Tôn tiếp tục bỏ ngỏ cái vị tỷ số anh em ạ. Anh em nào mà... À, có những cái nhận định sâu sắc anh em có những cái góc nhìn chi tiết về trận đấu này anh em có thể bình luận để lại cái vị tỷ số nếu như anh em mà để lại cái vị tỷ số chính xác thì các bạn sẽ có những cái phần quà rất là giá trị lên tới cả triệu đồng các bạn nhé chính vì vậy các bạn đừng ngại gì anh em hãy tương tác với tôn anh em để lại vị tỷ số hoặc là anh em muốn xin những cái mã kèo chất lượng trong cái video này anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới Tôn sẽ tương tác cùng với toàn thể anh em và sẽ trả lời bất cứ một cái bình luận nào của anh em khi mà Tôn nhận được thông báo các bạn nhé. Rồi, ok trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn xong kèo cho anh em, chúng ta sẽ đến với trận cầu cuối cùng anh em nhé. Và trận cầu cuối cùng đó là trận cầu giữa Liverpool và Arsenal. Đây là một trận cầu siêu kinh điển tại đấu trường ngoại hạng anh, anh anh em ạ. Trận cầu này thì anh em nhìn vào cái bảng kèo cược nhà cái chúng ta có thể thấy được nhà cái họ không đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho bên nào khi mà họ để cái mức kèo là đồng banh dành cho cả hai câu lạc bộ. Tài xỉu ở trận cầu này thì nhà cái cũng đang để cái mức là 2 23 phần tư hiệp 1 nhà cái cũng để cái mức kéo đồng banh và tài xỉu hiệp 1 nhà cái đang để cái mức là một hòa anh em nhé Tuy nhiên thì nhìn vào cái điểm ăn của cả hai đội bóng thì chúng ta có thể thấy được là giới chuyên môn họ cũng đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho Liverpool khi mà cái mức điểm ăn của Liverpool cũng chỉ có 0.85 mà thôi. Cái điểm ăn của Liverpool thấp hơn gần 20 giá so với điểm ăn của Arsenal anh em nhé. Chính vì vậy mà ở trận cầu tới đây một kịch bản là Liverpool từ hòa cho đến thắng sẽ được diễn ra anh em ạ. Và anh em nào mà đã xem Liverpool thi đấu ngay tại sân vận động Anfield thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thánh địa Anfield không phải là một nơi mà bất cứ một kẻ nào muốn đến có thể vỗ ngực dương ngoài được. Rất nhiều ông lớn cũng đã phải chôn xác ở nơi đây rồi anh em nhé. Và Arsenal cũng là một trong những kẻ cũng đã từng thất bại trước Liverpool ở cái đấu trường này, ở cái mùa giải năm ngoái anh em nhé và khi mà thi đấu ngay tại sân vận động Anfield thì Arsenal chưa bao giờ đánh bại được Liverpool anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy trong 5 trận đấu gần nhất khi hai đội bóng này chạm trán với nhau, tính từ năm 2020 trở lại đây, khi mà họ thi đấu ngay tại sân vận động Anfield anh em nhé. Thì chúng ta có thể thấy được là Liverpool họ hoàn toàn áp đảo so với cả Arsenal. Khi trong 5 trận đấu này thì hai đội bóng cũng đã hòa với nhau với 3 trận và Liverpool cũng đã đánh bại Arsenal với hai trận anh em ạ. Ở năm 2021 vào tháng 11 anh em ạ, cũng tại đấu trường ngoại hạng Anh thì Liverpool cũng đã đánh bại Arsenal với một kết quả rất là lớn, một chiến thắng lên đến tận là 4-0 anh em nhé. Và năm 2020 anh em nhé, cũng tại cái đấu trường này thì Liverpool tiếp tục đánh bại Arsenal với một cái cách biệt rất là lớn, một tỷ số lên đến tận là 3-1 anh em ạ. Còn lại thì hai đội bóng này cũng đã hòa với nhau. Tại cái đấu trường là Cúp Liên đoàn Anh thì Liverpool cũng đã hòa với Arsenal với kết quả là 0-0 trong vòng 90 phút anh em ạ. Còn vào cái hiệp phụ và đá luân lưu thì Arsenal cũng đã đánh bại được Liverpool. Nhưng tính trong 90 phút thì chúng ta không tính cái kèo haricap hai đội cũng đã hòa nhau. Còn ở năm 2022 anh em nhé Thì anh em có thể thấy cũng tại cái đấu trường là Cúp Liên đoàn Anh thì hai đội bóng này cũng đã hòa với nhau với kết quả là 0-0 anh em ạ. Ở cái trận đấu mới nhất là cái trận đấu thuộc khuôn khổ là lượt đi của đấu trường ngoại hạng Anh. Khi mà Arsenal làm khách trước Liverpool, thì hai đội bóng này cũng đã hòa với nhau với kết quả là hai đều, anh em ạ. Đó. Xét về các thành tích đối đầu trong quá khứ của hai đội bóng này, thì chúng ta có thể thấy được chưa một lần nào mà Arsenal có thể đánh bại được Liverpool ngay tại thánh địa Anfield, anh em nhé. Và thánh địa Anfield cũng là một nơi để mà cổ động viên của Liverpool luôn luôn hướng đến những cái kết quả tốt đẹp cho đội bóng của mình. Và sân nhà của Liverpool ở cái mùa giải 2023-2024 này cũng đang là một cái điểm tựa vô cùng vững chãi dành cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp khi mà cũng đã bất bại tất cả những cái trận đấu khi họ tiếp đón tất cả những đối thủ các bạn nhé. Và cũng chính vì vậy mà ở cái trận cầu này, Tôn sẽ hướng đến một kết quả thuận lợi dành cho Liverpool anh em ạ. Và nhìn vào cái sơ đồ dự kiến của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại cũng như là cái hình tương quan lực lượng của hai đội bóng thì chúng ta có thể thấy được là cả Arsenal lẫn Liverpool họ đang sở hữu một cái đội hình mạnh nhất ở thời điểm này anh em nhé. Bên phía Liverpool thì chúng ta có thể thấy được một cái sơ đồ quen thuộc mà huấn luyện viên Jurgen Klopp luôn vận hành cho các học trò của mình đó là cái sơ đồ là 4-3-3, một sơ đồ thiên về tấn công nhiều hơn anh em nhé. Cùng với đó thì Arsenal, Ateta cũng đưa ra một cái sơ đồ quen thuộc dành cho các học trò của mình đó là một cái sơ đồ là 4-3-3 anh em ạ. Sơ đồ 4-3-3 này nếu như anh em nào mà Ờ... À, biết về cái chiến thuật thì chúng ta có thể hình dung được đây là một cái sơ đồ gọi là thiên biến vạn vạn hóa anh em ạ một sơ đồ họ có thể chơi đa lăng toàn mỹ anh em nhé sơ đồ này có thể được đẩy lên một cái sơ đồ là bốn hai ba một hoặc nó cũng là một cái sơ đồ là bốn ba một hai anh em ạ hoặc khi mà họ về thủ thì họ sẽ chơi với một cái sơ đồ đó là bốn bốn hai anh em nhá một sơ đồ phải nói là toàn diện luôn dành cho uh, những huấn luyện viên mà À, có một cái tư duy tốt anh em nhé như là Sugar Group hoặc là Atta cũng vậy thôi anh em ạ. Bên phía Liverpool thì anh em có thể nhìn thấy hàng công của Liverpool đang sở hữu ba cái tên rất là chất lượng gồm có Luis Diaz, Darwin Nunez cùng với đó là Mohamed Salah anh em nhé. Còn bên phía Arsenal thì sao? Arsenal trên hàng công của họ thì có ba cái tên đó là Bukayo Saka, à, Jesus cùng với đó là Makti Lely hỗ trợ cho hàng công bên phía Arsenal gồm có 3 cái tên đó là Odegaard, uh, Dinan Rai cùng với cả Kai Harvard anh em ạ. Còn hàng thủ thì uh, chúng ta có thể thấy được hàng thủ của Arsenal thì đang khá là chắc chắn anh em nhé. Khi mà hậu vệ mang tên là Saliba cũng đã quay trở lại rồi. Ở cái mùa giải trước khi mà chúng ta đã từng chứng kiến Saliba khi mà anh thi đấu, khi mà anh chưa gặp chấn thương thì Arsenal là một đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại đấu trường ngoại hạng anh, anh ở trong 2/3 của mùa giải. Nhưng khi mà Saliba gặp phải chấn thương thì Arsenal cũng đã phải trả giá khi mà ở cái cuộc đua cuối cùng họ cũng đã bị thủng lưới rất là nhiều và những cái bàn thua không đáng có cũng cũng đã khiến cho Arsenal phải mất cái chức vô địch vào tay của Manchester City anh em ạ. Còn bên phía Liverpool thì anh em có thể thấy được hỗ trợ cho hàng công gồm có là Gravenberch, Enzo cùng với đó là Sobotlai anh em nhé. Ba cầu thủ này cũng là ba cầu thủ tân binh mới mà thôi. Khi mà Jurgen Klopp cũng mới mua Sobotlai cũng như là Gravenbeck cùng với Enzo về thôi anh em ạ. Tuy nhiên thì ba cầu thủ này cũng đang chơi khá là chắc chắn và đang đóng góp vào đội bóng này những cái màn kiến tạo cũng như là những cái bàn thắng dành cho Liverpool anh em nhé. Còn hàng thủ của Liverpool thì sao? Anh em có thể thấy chiếm lĩnh ngôi vị thủ lĩnh của cái đội bóng này cũng chính là Van Dijk anh em nhé. Van Dijk thì cũng đang chơi khá là thăng hoa. Anh đang đeo tấm băng đội trưởng của đội bóng này. Cùng với đó thì Uh, hậu vệ mang tên là Konate một cầu thủ da đen đang có một cái sức công phá rất là tốt anh đang có một cái phong độ khá là ok khi mà là một cái đội bóng là về thủ rất là tốt và lên công cũng rất là nhanh anh có khả năng hoạt động phải nói là tầm xa ở đội bóng này anh em nhé còn bên phía Liverpool thì thủ thành số 1 gọi là người gác đền quen thuộc của Liverpool là Elison thì vẫn đang làm rất tròn vai cái nhiệm vụ của mình khi là cái đội bóng đang có một cái hàng thủ tốt nhất và là một cái đội bóng đang để thủng lưới ít nhất tại cái đấu trường là ngoài hạng Anh các bạn nhé. Với một cái thế trận mà hai đội bóng họ sẽ xác định chơi gọi là ăn thua với nhau như thế này thì trận cầu tới đây chúng tôi đang hướng đến là một kết quả là Liverpool sẽ đánh bại được Arsenal anh em nhé. Cũng chính vì thế mà với cái mã kèo nhà cái ở video này, ở cái trận cầu này thì tôi sẽ tham vấn cho anh em với hai cái mã kèo. Đó là anh em lên đầu tư vào mã kèo chọn bằng bóng đi Liverpool Cả trận với điểm ăn đang là 0.85 là sự đầu tư hợp lý nhất để anh em chúng ta mang về cho mình những cái thành quả lớn nào. Cùng với đó thì với cái mã kèo phụ là cái mã kèo góc thì Tôn sẽ tham vấn cho anh em. Đó là anh em nên đầu tư vào cửa Liverpool chấp 0.5 góc cả trận với điểm ăn cũng là 0.85 sẽ là sự lựa chọn đầu tư hoàn hảo để anh em chúng ta mang về thành quả lớn nào cho mình anh em nhé. Rồi như vậy là trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn và nhận định xong cho anh em với hai cái mã kèo anh em ạ. Còn ở trận cầu này thì Tôn tiếp tục bỏ ngỏ với cái vị tỷ số anh em nhé. Anh em hãy để lại bình luận với những cái vị tỷ số mà mình yêu thích. Nếu như anh em đưa ra cái vị tỷ số chính xác thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà rất là lớn nào từ đội ngũ của chúng tôi. Rồi như vậy là video này thì Tôn cũng đã hoàn thiện xong với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đưa lên cho anh em ở thời điểm hiện tại. Thì Tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình thật nhiều chiến thắng anh em nhé. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nhắc nhở anh em là ở thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi làm video thì trên đây cũng chỉ là những cái đội hình dự kiến mà hai vị huấn luyện viên họ đưa ra mà thôi. Có thể là khi sát giờ bóng lăn, cái chiến thuật của những vị huấn luyện viên này họ sẽ được thay đổi đi. Những cái tên cầu thủ trong danh sách đá bóng ở cái sơ đồ dự kiến này nó cũng có thể được thay đổi. Chính vì thế những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ mà thôi khi mà chúng tôi có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là khi cũng đã tổng hợp được tất cả những cái thông số tốt nhất về những cái cặp đấu này rồi thì lúc đó chúng tôi sẽ chất lọc ra những cái mã kèo chơi chất lượng nhất dành cho toàn thể anh em các bạn nhé chính vì vậy anh em nào mà xác định chơi to chơi lớn anh em xác định big bet anh em xác định ăn thua với nhà cái thì các bạn hãy chủ động kết nối với tôn qua cái địa chỉ zalo đó là số điện thoại 0348 866 106 để anh em sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất cũng như là được vào nhóm đi đường dài cùng với tôn và anh em lưu ý khi anh em tham gia vào nhóm cùng với tôn thì các bạn không mất bất cứ một cái đồng lộc phí nào chúng tôi nói không với thu phí xin lộc hay là mua bán kèo tuy nhiên để anh em vào nhóm thì các bạn cần phải tuân thủ một cái quy tắc của tôn đưa ra ở trong nhóm anh em nhé một cái quy tắc mà tôn nghĩ là ai cũng có thể làm được thôi đó là anh em cần phải có trang chơi thì anh em mới đồng hành trực tiếp với tôn được rất nhiều rất nhiều những bạn cũng đã chơi qua cò mà ngày hôm qua cũng như là những ngày trước cũng đã nhắn tin cho Tôn và xin được vào nhóm thì Tôn cũng đã trả lời thẳng thừng với anh em luôn là bản thân Tôn chơi qua cò thì Tôn còn thua chứ đừng nói gì đến các bạn các bạn nhé. Vì chơi qua cò thứ nhất là các bạn bị uh, cắt đầu cắt đuôi ít nhất là các bạn bị cắt mất 10 giá rồi và chơi qua cò thì anh em không có được những cái mã kèo chất lượng ví dụ như những cái mã kèo là... ASEAN chấp 0.25 chẳng hạn như vậy đúng không anh em làm gì ra có những cái mã kèo đó anh em chơi qua cò thì anh em chỉ chơi được những cái mã kèo chính thống thôi đó là những cái mã kèo đó là tài xỉu hoặc là chấp bóng mà thôi còn những cái mã kèo góc hoặc là những cái mã kèo tỷ số với điểm ăn rất là cao thì anh em không thể chơi được hơn nữa thì trong trận đấu chúng tôi theo dõi diễn biến và chúng tôi sẽ tìm hiểu những cái thông tin tốt nhất trong phòng thay đồ của hai đội bóng để đưa ra cho anh em với những cái mã kèo nhồi vô cùng là chất lượng vì vậy anh em muốn vào nhóm tham gia cùng với tôn thì anh em cần phải có trang chơi anh em nhé và tiện ở video này thì tôn nói luôn anh em nào mà xác định chơi trên trang thì anh em hãy tìm đến tôn còn anh em nào mà chơi qua cò thì các bạn đừng nhắn tin cho tôn làm gì mất thời gian lắm anh em ạ tôn không có thời gian để đi trả lời anh em đâu anh em nhé rồi như vậy là tôn cũng đã hoàn thiện xong video này Bây giờ thì tôn cũng xin kết thúc video này ở đây điều cần chia sẻ thì tôn cũng đã nói hết rồi Kèo thì tôn cũng đã lên tham vấn cho anh em Trước khi rời khỏi màn hình của video này thì tôn mong rằng các bạn hãy bớt ra cho tôn gọi là vài giây đồng hồ Để anh em dành tặng cho tôn những cái lượt này coi như là các bạn đang khích lệ tinh thần Để cho tôn có được một cái nguồn động lực lên cho anh em những cái video chất lượng Cũng như là những cái mã kèo chất lượng trên kênh cũng như là trong nhóm cho toàn thể anh em anh em nhé và với những gì mà Tôn làm được cho anh em trong cái ngày hôm qua cũng như là những ngày hôm trước với những cái ma kèo chất lượng cũng đã giúp cho anh em có được rất nhiều những cái niềm vui chiến thắng rồi. Thì Tôn nghĩ rằng anh em chúng ta giúp đỡ nhau với những cái lượt này này cũng không có gì phải gọi là quan trọng cả. Anh em bớt ra gọi là 5-7 giây coi như là anh em cũng đã làm được một cái điều tốt khi đã giúp đỡ cho chúng tôi rồi. Thay mặt anh em trong ekip xin được cảm ơn các bạn anh em nhé. Và những bạn mà đang xem video của Tôn thì Tôn biết nhiều bạn chưa đăng ký kênh vì vậy thì các bạn hãy nhớ là ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không phải bỏ lỡ tất cả những cái video sau khi chúng tôi phát hành anh em nhé. Và nếu như anh em mà yêu mến Tôn hơn nữa thì anh em có thể chia sẻ cái kênh của Tôn lên các trang mạng xã hội để cho những anh em mà đang thua tha xa bờ, những bạn đang ở trong những nhóm không uy tín thì các bạn có thể biết đến một kênh nhận định soi kèo uy tín hàng đầu trên nền tảng YouTube ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Và ở tại video này thì Tôn tiếp tục có điều mới lạ cho anh em anh em nhé. Trên đây là cái cặp xiên 8 mà Tôn cũng đã lên cho anh em ở những cái cặp đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì anh em cũng đã biết rồi, Tôn cũng đã lên cho anh em ăn một cặp xiên 5 rồi. Và Tôn hy vọng là với cái cặp xiên 8 Tôn lên cho anh em trên video ở những cái trận cầu tâm điểm trong giới top league ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đầu tư và có thể là mang về chiến thắng cho mình. Nếu như may mắn thì chúng ta tiếp tục sẽ ăn được cặp xiên 8 này anh em nhé. Và nếu như anh em mà à, đang tin tưởng Tôn thì anh em có thể xé lẻ 8 cái cặp đấu này ra để anh em lấy những cái mã kèo này anh em chơi big bet cho mình cũng là một cái sự đầu tư hợp lý để anh em có thể mang về nguồn lợi nhuận cho mình các bạn nhé và các bạn cũng đừng quên là hãy liên hệ cho tôn vào cái số điện thoại mà tôn cũng đã in trên màn hình và chúc cho các bạn có được sự đầu tư hiệu quả để có được một lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé còn bây giờ thì tôn cũng xin kết thúc video này đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo